Giờ mình bắt đầu đi, có bao nhiêu mình học bấy nhiêu ha. Vui rồi đó anh, vui rồi đó. Ăn vui rồi. Vui rồi đó anh, vui rồi đó. Vui rồi. Nè. Vui rồi. Nè. Ngã sĩ, y cất, y cơ vô sẻ. Y cô, bên dưới khá sẻ. Nè. 저는 어제 약속 시간에 늦어서 버스를 타지 않고 택시로 약속 조 장소까지 갔습니다. Chị Trang đọc đi, em có chỗ nào vắng em ngồi. Trang ơi, Ok. Trang, chị Trang đọc đi. Ok. 저는 어제 약속 시간에 늦어서 버스를 타지 않고 택시로 약속 장소까지 갔습니다. 늦 luôn hay sao ạ? Đúng rồi. Tôi là ngày hôm qua có cuộc hẹn vì đến trễ Tôi về nên tôi rồi dịch từ đâu? Tôi rồi dịch từ vì tôi nên. Hoặc là vì. vì vì có cuộc hẹn vì đến Vì trễ cuộc tôi hẹn đi đến vì tôi đến trễ cái cuộc hẹn ha, cái buổi hẹn. nên Về buổi hẹn gì? buổi hẹn Hôm qua ở trễ. nên Nên gì? nên tôi không thể cũng không thể đi đi xe buýt và đi đến địa điểm bằng xe taxi ạ. À, mình có thể dịch là mà ha, tôi đã không đi xe buýt mà đã đi đến điểm hẹn bằng taxi ha. Nè. Nè, 하지만 지금 시간이 어서 퇴근 길이 너무 시간. 네. 하지만 퇴근 시간이 어서 길이 너무 막혔습니다. 막 hết nha, đọc chữ cờ với chữ hờ gặp nhau, đọc là chữ khờ. Mặc hết막혔습니다. hết Nhưng nè막혔습니다. nè Vì vì cái thời gian vì là thời gian tan tầm à. nên là đường rất là đông ạ. À, nên là đường bị kẹt, đã bị kẹt xe rất là nhiều ha, đã bị kẹt xe rất là nhiều. 네. 그런데 버스가 다니는 길은 막히지 않았습니다. Nè. Vì Thế vậy nhưng thế nhưng đi bằng xe buýt là không bị kẹt xe, à, không đây bị kẹt nha. đường. Đây mình nhìn dòng 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 mình thấy đây à, danh từ rồi sau đó động từ rồi đến danh từ mà thấy ưn nên ha, thì mình sẽ dịch từ đây. Thế nhưng cái đường mà xe buýt đi á thì đã không có bị kẹt nha. Thế Nè. là vì là giờ à, thế nhưng là vì là cái thời gian tan tầm nên là đường bị tắc rất là nhiều. Thế nhưng mà cái đường á mà xe buýt đi á, đường chuyên dụng cho xe buýt á thì đã không có bị kẹt đó. 한국에는 버스 전용 도로가 있어서 차가 많이 막히는 시간에는 버스가 택시보다 빠릅니다. Ở Hàn Quốc vì có cái đường mà dành cho xe buýt nên xe buýt là nhanh hơn xe taxi bao giờ và bao giờ kẹt xe. À. Anh sao? Xe buýt nhanh hơn xe taxi ạ. À, Nhanh à câu bao này giờ mình kẹt dịch như xe. thế này, ở Hàn Quốc nha, vì có cái đường chuyên dành cho xe buýt nên cái thời gian mà Takamani
khi nên si khăn, trong cái thời gian mà kẹt xe nhiều á, trong cái thời gian có nghĩa là thời gian kẹt xe nhiều là những cái giờ cao điểm á ha. Versus taxi bồ tát ni đà, so với taxi á thì xe buýt nó sẽ nhanh hơn. Bạn네. nè. 네네. 그래서 저는 좀 퇴근 시간에는 버스나 지하철을 이용하려고 합니다. Vì vậy, bao giờ tan tầm sẽ bị chi À, chul là đi đi làm ha, chul là đi làm, thuê là tan làm. À, đi làm và tăng làm bao giờ đi làm và tăng làm thì À. sẽ bị được sử dụng như tôi dự định sử dụng xe buýt và tao đi ngầm ạ. Nè mà trời ơi. Vì vậy ha, thì vào cái thời gian mà đi làm với lại tan ca á, thì tôi định là sử dụng gì, xe buýt hoặc là tàu điện ngầm ha. Chị sẽ đọc lại nha. À, bạn chú ý chỗ này ha, chữ này nói gì, chân dung ha, chân dùng Chân dụng. nè, chân dùng. Chị đọc nha, cho nên ở chê giặc xúc si khăn nè, nữ chờ sơ ha, cho nên ở chê giặc xúc si khăn nè, nữ chờ sơ. 버스는 타지 않고 택시로 약속 장소까지 갔습니다. 하지만 퇴근 시간이어서 길이 너무 막혔습니다. 그런데 버스가 다니는 길을 막히지 않았습니다. 한국에는 버스 전용 도로가 있어서 차가 많이 막히는 시간에는 버스가 택시보다 빠릅니다. 그래서 저는 줄 퇴근 시간에는 버스나 지하철을 이용하려고 합니다. 아, bạn nghe được không? Bạn Trang. Nè. 네, nghe xin읽어보세요. 네. 저는 언제 약속 시간에 늦어서 버스를 타지 않고 택시로 약속 장소까지 갔습니다. 하지만 퇴근 시간이어서 길이 너무 막혔습니다. 그런 막혔습니다. 그런데 버스가 다니는 길은 막 기치 않았습니다. 한국에는 버스 정류 도로가 있어서 차가 많이 막히는 시간에는 버스가 택시보다 빠릅니다. 그래서 저는 출퇴근 시간에는 버스나 지하철을 이용하려고 합니다. 네, 저 này đọc cái gì? 도로 전용 ha, 전용. Ok, tiếp theo. 이것 누가 할까요? 제가 할게요. 네. 어제 지하철을 타고 학교에 가는데 지하철 안에 한 할머니가 닿습니다. 네. 자고 홍과 낸 trường 홍과 Hôm qua cái gì đến đó? Cái đi gì đi tàu đó? điện ngầm Hôm qua tôi đi tàu điện ngầm và đến và trường đến trường. thì trên xe trên tàu điện ngầm có một bà cụ đã lên xe. À, cũng cũng đã đi xe ha. Nè. Cứ 할머니는 짐이 많았습니다. 그 할머니는 người bà Bà ấy, cụ đó, bà cụ đó ha. bà cụ đó, 짐이 많았습니다. Đã nhiều tuổi à? À, chim là hành lý. 짐이 많. Bà cụ đó có nhiều hành lý ạ. 라. 할머니를 보고 한 아저씨가 자리에서 일어났 할머니가 거기에 앉았습니다. 네.
thấy cái bà cụ đó. À, thấy cái bà cụ đó ha, thì một ông chú đã Irenata đã đứng dậy từ cái chỗ ngồi, và bà cụ đó đã ngồi vào cái chỗ đó ha, và bà cụ đã ngồi vào cái chỗ đó. Kurante. 네, 그런데 그 아저씨는 오랫동안 지하철에서 내리지 않았습니다. Nhưng mà người cái chú ấy trong suốt thời gian dài ở trên tàu điện ngầm không có xuống. Ừ, đã không có xuống xe. 네. 아저씨는 왜 자리에서 일어났을까요? 자리에서 일어났을까요? Cái chú đó tại sao lại đứng dậy vậy nhỉ? 저는 나중에 한국 사람들이 나이가 많은 할머니, 할아버지, 몸이 불편한 사람. 불편한 사람, 아이를 가진 사람에게 자리를 양보한다는 것을 알았습니다. 네. Sau này người Hàn Quốc tôi đã biết cái việc đáng vô hâm bán tôi gì cái chú đó thì tại sao đã đứng dậy từ cái chỗ ngồi vậy. Cho nên là chung nghe Hàn Quốc xa râm từ đi lại có mạng nến hà râm à, 많은 할머니, 할아버지, 몸이 불편한 사람, 아기를 가진 사람에게 자리를 양보하는 것을 알았습니다. Và tôi thì sau này thì 알았습니다. Đã biết gì? Đã biết cái việc nhường cái gì? 양보하다. Cái việc nhường ha, 양보하다. Nhường cái gì? Nhường cái chỗ ngồi. Cho những cái người sau đây. Thứ nhất là những cái người bà cụ nè, những cái bà cụ nè, Harabuchi là những cái ông cụ nè, Momi Punpion Hansaram là những cái người mà cảm thấy cơ thể mà không có được thoải mái đó. Có nghĩa là ví dụ như người là bị tàn tật hay là các kiểu vậy, hoặc là người khiếm khuyết cái gì đó. Và Akirun Kachin Saram, cái người Kachita là có, cái người mà có em bé, có nghĩa là cái người mang thai. Akirun Kachin Saram là người mang thai ha. Momi Pulpionan Saram là người bị cơ thể bị kiểu như là bị, có thể là bị bệnh chẳng hạn, rồi bị khuyết tật chẳng hạn ha. Thì tôi đã biết được là người Hàn Quốc á, thì nhường cái chỗ cho những cái người này. Ihekayo. Nè. À, chị đọc ha. 어제 지하철을 타고 학교에 가는데 지하철 안에 한 할머니가 탔습니다. 그 할머니는 짐이 많았습니다. 할머니를 보고 한 아저씨가 자리에서 일어났고 할머니가 거기에 앉았습니다. 그런데 그 아저씨는 오랫동안 지하철에서 내리지 않았습니다. 아저씨는 왜 자리에서 일어났을까요? 저는 나중에 한국 사람들이 나이가 많은 할머니, 할아버지, 몸이 불편한 사람, 아기를 가진 사람에게 자리를 양보한다는 것을 알았습니다. 짱씨 해보세요. 네, 어제 지하철은 타고 학교에 가는데 지하철 안에 한 할머니가 탔습니다. 그 할머니는 짐이 많았습니다. 할머니를 보고 한 아저씨가 자리에서 일어났고 할머니가
거기에 앉았습니다. 그런데 그 아저씨는 오랫동안 지하철에서 내리지 않았습니다. 아저씨는 왜 자리에서 일어났을까요? 저는 일어났을까요? 일어났을까요? 저는 나중에 한국 사람들이 나이가 많은 할머니, 할아버지 몸이 불편한 사람, 아이를 가진 사람에게 자질을 양보한다는 것은 알았습니다. 네, 양보한다는 것을 알았습니다. Cái này đọc thành một hơi nha. 양보하는 네. 것은 알았습니다. Cái việc mà nhường cái chỗ ngồi, cái việc nhường cái chỗ ngồi cho cái người như vậy ha. Nè. Nè. Nuka hai cây ố. Chị hai cây ố. Ở chế, cho nên hướng sĩ hạ cô khá chí xôn công dòng chẳng ế, xôn công dòng chẳng ế. 가서 공연을 봤습니다. 난타 공연을 봤습니다. 난타 공연을 봤습니다. Hôm qua. 네, hôm qua. Hương, tôi cùng với Hương đã đến đã xem cái vở nhạc kịch ở Hôm qua tôi đã đi đâu? Tôi đã đi đến cái gì? Cung Dân Trang là cái nơi mà trình diễn á, của Seoul. Gọi là cái gì các bạn? Nơi trình diễn thì gọi là cái gì? Nhà văn hóa. Nhà văn hóa mình... không phải kiểu như nhà mà trình diễn đó. Trình diễn thì mình cứ tạm hiểu vậy ha. Seoul cùng với ai? Hương Sì. Cùng với Hương. Và đã xem cái buổi công diễn Nan Tha ha. Nè. 우리는 가는 길은 잘 몰라서 약속 시간보다 일찍 만났습니다. 일찍 일찍 만났습니다. chúng tôi vì không biết đường nên đã hẹn gặp nhau gặp nhau sớm hơn nè. Chị Hồng Dốc Ibon Trung Quế chị Chó Dốc Ibon Trung Quế sau nà hóa sau thả xúc cung kỳ rô chúc cả xâm mì đà. Chị Chóng Dốc Nào hóa sao vì đi ở cửa không có vì luôn, cái gì đó trước chữ sơ này chị diễn tả là cái hành động này trước rồi sau đó đến một cái hành động sau ha. Đi ở cửa nào thấy cửa sổ một, thấy cửa sổ một bằng đi thẳng ở thúc su công. Đợi chị xíu nha. Nè. đi thẳng đường tốc số con đã đi thẳng đường rồi. Si Chong Yok Eleven Chukue na Chukue sa na wa sa tốc su cung kilo chuk khasumnida nhỉ. Tôi đã đi ra ở cái lối cái cửa ra
số 1 của ga Seacherm ha. Và sau đó đã đi thẳng trước, đi thẳng đến cái đường đến là Tốc Su Cung. Tốc Su Cung là một cái cung ha. Đấy. Rồi. 그리고 예고 학교 3 거리에서 오른쪽으로 갔습니다. Và để phải và đi để phải ở ngã ba. Và tôi. Ngã ba trường Yewon Hakyo. Trường Yewon nha. Nè. 그런데 우리는 그 근처에서 20분 동안 서운 검은 차를 못 찾았습니다. 못 찾았습니다. 그런데 nhưng mà chúng tôi đã không thể tìm thấy nhà biểu diễn Seoul trong khoảng 20 phút ạ. Rồi. Trong thời gian 20 phút. 지난 가는 사람에게 몰라서 찾았지만 공연 시간에 좀 늦었습니다. 네. 저희가 người đi qua lại. Nhưng mà vẫn đến trễ kia, nhưng vẫn đến trễ buổi biểu diễn. Thời gian buổi biểu diễn. Ok, chị đọc bài dịch lại ha. 어제 저는 흥시하고 같이 서울 공연장에 가서 난타 공연을 봤습니다. Hôm qua tôi đã đi đến cái buổi trình diễn cái nơi trình diễn là Seoul cùng với Hương và đã xem cái buổi công diễn Nanta. 우리는 가는 길을 잘 몰라서 약속 시간보다 일찍 만났습니다. Chúng tôi á thì cái gì vì không biết rõ cái đường đi nên là đã gặp nhau sớm so với cái thời gian hẹn. 시정역 1번 출구에 시정역 1번 출구에서 나와서 떡수궁 길로 쭉 갔습니다. Chúng tôi đã đi ra ở cổng ra số 1 của ga Seocheon và đã đi thẳng theo cái đường Tteoksugung. 그리고 예원 학교 삼거리에서 오른쪽으로 갔습니다. Và sau đó thì đã đi bên phải ở cái đã rẽ bên phải ở được ở cái ngã ba trường học Yewon. 그런데 우리는 그 근처에서 20분 동안 서울 공연장에 못 찾았습니다. Thế nhưng mà chúng tôi đã không thể tìm cái nơi biểu diễn, cái điểm biểu diễn trong suốt 20 phút ở gần cái nơi đó. 지나가는 사람에게 물어서 찾았지만 공연 시간에 좀 늦었습니다. Chúng tôi đã hỏi những cái người mà đi qua đó, đi ngoài đường đó, chúng tôi đã hỏi và tìm đó, nhưng mà chúng tôi đã trễ cái thời gian biểu diễn một chút. Chị đọc nhanh lại một cái ha. 어제 저는 흥 씨하고 같이 서울 공연장에 가서 난타 공연을 봤습니다. 우리는 가는 길을 잘 몰라서 약속 시간보다 일찍 만났습니다. 시정역 1번 출구에서 나와서 덕수궁 길로 쭉 갔습니다. 그리고 예원 학교 삼거리에서 오른쪽으로 갔습니다. 그런데 우리는 그 근처에서 20분 동안 서울 공연장을 못 찾았습니다.
지나가는 사람에게 물어서 찾았지만 공연 시간에 좀 늦었습니다. 문제 없어요? 질문 있어요? 질문이 없습니다. 네. Rồi, như thế nào? Đọc và đúng hay sai nè? 1번 예시 해보세요. 네, 앞으로 흰 씨는 출퇴근 시간에는 버스를 탈 것입니다. 탈 겁니다. 탈 겁니다. 앞서 này Hiền sẽ sau này Hiền sẽ đi xe buýt vào lúc đi làm và tan làm đúng không ạ? Ừ. À, sau này thì Hiền sẽ đi làm và tan ca đó. Vào cái thời gian tan ca thì sẽ đi bằng xe buýt. Thầy mà chơi ớt thương lời ớt. Nè mà chơi ớt. Nè mà chơi ớt. Even. Trang sĩ. Thu An sĩ nâng. Hai mô ni ế kê. Chà rì rừng. Giang bố hàn á chô chì rừng. Ý hê hai sư ọp sư mì đà. Hai sư ọp sư mì đà. Đúng. Không thể hiểu được. Không thể hiểu được tại vì sao ông chủ lại nhường cái ghế cho bà lão ạ. Nè, mà cháy hết thay lời á. Thưa lời rồi. Cái này đâu thì không hiểu thì sao tụi người mà hiểu. Theo chị nghĩ cái lúc đó, cái lúc mà đi xe thì lúc đó thì bạn Tuấn này không hiểu. Nhưng mà sau đó thì cái câu này chị không biết là cái nào đúng, thì tùy theo cái ngữ cảnh thì mình diễn giải thôi ha. Nè, cảm ơn. Nè, Minh Chê 씨는 Hương 씨를 일찍 만나서 공연에 늦지 않았습니다. 난타 공연에 늦지 않았습니다. 민 Chê thì đã đến chi không không đến trễ buổi công diễn. Minh Chê thì gặp Hương sớm nên là đã không đến buổi công diễn trễ. Mà trời ơi, thân lời á. Thân lời ạ. Nè, thân lời rồi ha. Đến trễ đi đến gặp sớm nhưng mà tìm không ra nên trễ nha. Rồi, ok. Đi có ít nút hai phải đó. 네, 제가 할게요. 네. 안녕하세요. 한국 대학교에서는 여러분의 한국어 실력을 보여주시. 실력. Đọc là silok đi, đọc là silok đi em, đọc là silok nghe nó khó hiểu lắm. Silok à? Ừ. Silok을 보여줄 수 있는 자리를 만들었습니다. Trường đại học Hàn Quốc thì năng lực tiếng Hàn của mọi người năng lực tiếng Hàn của mọi người nè Hàn Quốc đại học cho em sau nên giờ đôi bên nhé Hàn Quốc có sức lực để 보여줄 수 있는 자리를 만들었습니다. Trường đại học Hàn Quốc á, thì đã làm cái vị trí, có nghĩa là đã làm cái vị trí, có nghĩa là đã chuẩn bị sẵn cái nơi đó, chuẩn bị sẵn cái nơi để cho Boyer Chuta là thể hiện ra cho xem, chuẩn bị sẵn cái nơi để mà các bạn có thể thể hiện ra cái năng lực tiếng Hàn của mình ha. Nè. 우리 학교 학생들이 모두 모여서 하나가 될 수 있는 자리입니다. Trường đại học, sinh viên trường đại học của chúng tôi, 모두 하나가. 우리 chúng ta. Chúng ta. Trường đại học, sinh viên trường đại học của chúng ta, thuyết sư có thể 하나가. 하나 là một.
một Hanaka tuê tà là trở thành một. Trở thành một vị trí à? Nè, Uri hắc kêu hắc sen tư đi. Tất cả những cái học sinh của trường của chúng ta mô tu mô giờ sơ thì chúng ta gom lại, có nghĩa là chúng ta tụ hợp lại, tất cả tụ hợp lại ha. Và tất cả tụ hợp lại thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ là một cái, là một cái nơi, là một cái vị trí mà có thể trở nên một. Có nghĩa là ở cái trường này nè, nó chuẩn bị sẵn. Có nghĩa là ở cái trường này nè, thì mình khi mà mình vào cái trường này á, thì mình có thể cho người ta thấy cái năng lực tiếng Hàn Quốc của mình. Thì những cái học sinh ở đây nè, gom lại, tụ hợp lại á, thì nó sẽ trở thành một, trở nên một. Nè, 여러분의 한국어 실력을 모두 보여주세요. Mọi người hãy thể hiện năng lực tiếng Hàn của mình. Trong chữ này em đọc là gì? 실력을. Em đọc lại đi. 실력. Cái này là R với R gặp nhau là đọc thành chữ L nha. 실력, 실력. 실력, 실력. Không phải là nhóc. Sao em lại đọc là nhớt? Chừng nào ở đây là chữ O á, thì em mới đọc là nhớt. Còn này đọc là chữ L mà. Xin lớp. Xin lớp. À, xin lớp, đúng rồi. Xin lớp. Xin lớp. Xin lớp. Cứ mô tu bố gia chú xe ơ. Hàn Quốc có rô. Bố rư nâng nô rê. Hàn Quốc ế. 전통춤 한국어로 하는 연극 등 연극 등 여러분이 할 수 있는 것을 친구들에게 모두 보여줍니다. 춥시다. 네. 여러분. Những cái bài hát bằng tiếng Hàn Quốc nè. Bằng tiếng Hàn Quốc. Trần thông chung nhảy à? Cái điệu nhảy truyền thống của Hàn Quốc. Trần thông là truyền thống của Hàn Quốc. Nhân cực. Hay là cái gì? Cái vở kịch. Kịch mà được những cái vở kịch mà được dựng bằng tiếng Hàn Quốc ha. Và mọi người mọi người có thể cái việc xin cô tuệ kê cho các bạn. 여러분이 할 수 있는 것은 친구들에게 모두 보여줍시다. Các bạn á, hãy thể hiện cho tất cả những cái người bạn khác á, cái mà các bạn có thể làm. 이해해요? À, các bạn hãy thể hiện, các bạn cùng nhau thể hiện những cái mà các bạn có thể biết cho những cái người bạn của mình. Hay suy nên còn là những cái gì? Hay suy nên kết cái mà mình có thể làm, cái mà mình có thể làm. Giờ đầu buồn đi, hay suy nên kết cái mà các bạn có thể làm. Chị có hay suy nên kết cái mà tôi có thể làm. Nga si nên hay suy nên kết cái mà bạn nghe có thể làm. Nè, nè. Nè. Xin chương trang số phải phiêu huê si khan cái thời gian phát biểu nha. Nè, chị đọc lại nha. 안녕하세요. 한국 대학교에서는 여러분의 한국어 실력을 보여줄 수 있는 자리를 만들었습니다. 우리 학교 학생들이 모두 모여서 하나가 될 수 있는 자리입니다. 여러분의 한국어 실력을 모두 보여주세요. 한국어로 부르는 노래, 한국의 전통춤, 한국어로 하는 연극 등 여러분이 할 수 있는 것을 친구들에게 모두 보여줍시다. 신정 5월 13일까지 장소 세종극장 지하 1층
발표회 시간 이전 11년 5월 20일 오후 6시. 다음 가방. 장씨 읽어보세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 한국제학교에서는 여러분의 한국어 실력을 보여줄 수 있는 자리를 만들었습니다. 우리 학교 학생들이 모두 모여서 하나가 될 수 있는 자리입니다. 여러분의 한국어 실력을 모두 보여주세요. 한국어로 부르는 노래, 한국의 전통 중 한국어로 하는 연극 등 여러분이 할 수 있는 것은 친구들에게 모두 보여줍니다. 진정 5월 23일까지 장소 세종국장 지하 2층 발표회 시간 2012년 5월 22일 오후 5시. 네. 오케이, okay, các bạn đến này đi. 네, 삼사거리. 사거리. 네, 네, 사거리. 그 다음에 사거리. 신호등. 신호등. 네. 신호등. Lối xe nữa đi qua, bỏ qua đi, chị cũng không nhớ cái này luôn. Lối qua đường. 횡단보도. 횡단보도. Góc đường. Corner. Corner, dùng tiếng Anh luôn. Corner. 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 Rồi cửa ngà, chui cụ. Chui cụ. Rẽ trái. Bên trục. Bên trục. Bên trục. Bên trục cửa khả tả. Rẽ phải. Bên trục cửa khả xe. À, bên trục cửa khả tả. Quay đầu xe. Thủ đi, thủ ra tả. À, xa đứt. 차를 돌다. 차를 돌아요. 차를 돌아요. 네. Rồi, iget he boseyo. Sử dụng cô hoặc a ơ sơ để nói câu trên. 학교에 갑니다. 학교에서 공부합니다. 학교에 가서 공부합니다. 네. 소파에 앉아서 소파에서 책을 봅니다. 네, 띠띠. 주말에 장수 가서 발레를 합니다. 네. 친구를 만나서 같이 농구합니다. 청새를 잡 넣어서 생은 자자 저는 제입니다. 저 chị xíu nha. 네. Tại vì bên Hàn Quốc chuyển tiền cho chị đó, mà đang gấp nên là. 아우, 돈이 선생님 돈이 많나요? 아니요.
네. 미안해요. 네, 네, 이것 하세요. 한국의 수도는 서울입니다. 한국의 수도는 서울이지요? 수도를 이거. 수도라 도로. 도로 của Hàn Quốc là Seoul. 도로 của Hàn Quốc là Seoul đúng không? 네, 맞았습니다. 네. 해보세요. 1번. 1번. 하지요? 김치와 태권도는 태권도가 김치와 태권도가 유명하지요? 네, 유명하지요. 아, 김치와 태권도 노딩 거 phải không? 네. 2002년 to cop 2002년 2002년 mặc dù ở đây không có nhưng mà mình đọc cái này mình sẽ đọc là 2002년 World Cup 2002년 World Cup 한국에서 했지요? 하지요? 한국에서 했지요? 했지요? 했지요. Đúng rồi bạn. Tiếp theo. 아, 제주도는 아름다운 섬이지요. 네. 섬이지요. 제주도는 아름다운 섬이지요. 네, 제주 네. 섬 là sông là gì ta? Đảo này mà các bạn hiểu chưa? Nè, sông là đảo. Jeju Đô, đảo Jeju thì là một cái đảo đẹp. Arumtata là một cái đảo đẹp đúng không? Iekayo. Nè. Nè. Sorry các bạn nghe, tại vì chị giờ này chị cũng còn việc á, nên là không, dạ, không sao đâu ạ, không có tập trung hết được. Ok, good. Nga Si đọc này giùm chị đi. Nè, chip up 골목에서 왼쪽으로 갑니다. 20m쯤 쭉 가면 작은 삼거리 가 나옵니다. 거기에서 오른쪽으로 가면 오른쪽 두 번째 건물 2층에 슈퍼가 있습니다. 네. 골목에서 어디에? 쪽 nhà có 골목 là ngõ. À, cái này không có chủ ngữ nha, thì mình dịch lại gì? Đi. Đi hướng bên. Hướng bên. Bên trái. Trời. Ở tại. Tại cái gì? Trước ngõ, cái ngõ trước nhà ha. Cái ngõ trước nhà. Nếu đi khoảng 20 mét thì sẽ có một cái ngã ba nhỏ. Ờ, chạc cơn xăm cơ đi, cái một cái ngã ba nhỏ. Cái này mình không dịch nếu cũng không được nữa ha. Đi thêm, đi thẳng thêm khoảng 20 mét nữa. Chút cảm ơn. Đi thẳng thêm khoảng 20 mét nữa thì thấy xuất hiện một cái ngã ba nhỏ. Có kia sau ở đó thì vẹo phải ở bên trục. Vẹo phải ở đó. À. À, đi con người. Bên trục. Vẹo phải lần nữa. Ở bên trục. 오른쪽 두 번째 건물 1층에 슈퍼가 있다. Cái siêu thị thì nó có ở tầng 1 của cái tòa nhà. 두 번째 오른쪽 두 번째 건물. Ở 오른쪽 là gì? Bên trái, nhưng mà 두 번째 건물 là cái tòa nhà số 2. Ví dụ như ở bên trái nhưng mà tòa nhà thứ nhất, có nghĩa là bỏ một tòa nhà nó sau đó mới tới tòa nhà thứ hai, và cái siêu thị này nó có ở tầng 1. Ihe khai o?
Hơi khó đúng không? Nè, thì mình dịch ha. Đi đi theo hướng bên Odenchuk là bên trái ha, đi hướng bên trái ở tại đó, rẽ bên trái ở tại đó thì cái siêu thị nó ở tầng 1 của cái tòa nhà thứ hai á, mà nằm ở bên Odenchuk luôn, bên trái luôn ha. Hơi khó một tí xíu, tại vì đây là cái cách người ta nói rằng mình cái cách của mình thì mình cứ nói theo cách của mình thôi. Rồi tiếp cái này như thế nào? Otoke kayo thì mình chỉ đọc cho biết từ thôi ha. Đi như thế nào đây? Hakyo ap chihate yok sahosen tada satan yok ihosen kara tada kangnam yok nerita tuben iben chulku naota paro ap hwentan bodo konnota orenjuk oda wenjuk motungi yakkuk yakkuk golmuk turoda kotkage wa norebang sai dochakji hankuk sikdang. Ở trong này có từ nào các bạn không hiểu không? Norebang là gì? Phòng karaoke. Phòng hát ha, phòng hát. Rồi kotkage tiệm hoa. Các bạn ở đây không? Kotkage wa với ha. Cái này kotkage wa norebang sai. Các bạn chú ý ha, thì nó ở giữa cái gì với cái gì? Ở giữa cái cửa hàng hoa với lại cái gì? Phòng karaoke ha. Ihekayo. Nè. Ở đây cái này khăn năm dốc là cái tên của cái ga thôi nha các bạn. Nè. Ok, bài mình hôm nay là hết rồi. Chắc mình hết này mình cũng nghỉ ha các bạn ha. Nè. Ok, nghỉ đi tại chị làm việc thêm xíu nữa ha. Nè, cảm ơn. Cảm ơn 선생님. Nè, thứ hai mình không có học nha.